đẹp, khoảng năm mươi mấy tuổi thôi. Khi mà họ đi làm với tôi á, thì họ nói là chiều nay tới dưới là tôi nói trời ơi, bệnh bệnh một con chiều gì nữa, sáng bệnh là bị cấp cứu gấp một chiều gì nữa, tôi đi liền. Hỏi bệnh nhân thương nào, nó sang tôi lòng. Thế là sáng đi liền, đi liền vào đó thì mới đầu là cái cú phone của thằng con trai nó nói mà run 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 quá, nó khóc, nó mới đưa cái phone đó, thôi bây giờ thầy nói chuyện với ba con. Thế gặp ông bố nó cũng nói phone, cái ông bố nó vừa nói vừa khóc. Thì tôi nói không sao, về lại chở tôi đi liền. Liền thì trên đường đi nó nói là bác sĩ nó không có chữa rồi, bây giờ đầu nó đặt máu hết rồi, không có chữa rồi. Tôi hỏi nguyên nhân tại sao. Nó sáng ngủ dậy ra bàn đánh răng, ra đánh răng té xuống một cái, không có đụng đầu gì hết, té xuống một cái. Thế thì bắt đầu người nhà bế lên gọi, nói tự nhiên thấy úa, thế không xong rồi thì chạy vô bệnh viện gấp. Thì vào bệnh viện gấp, nó scan cái đầu, nó đầu nó đặt máu rồi, bây giờ là chờ rút ống, tức là cũng không kịp, bỏ cứu không kịp. Thì khi họ dắt tôi đến thì tôi đi vào rồi thì thấy bà này, chắc là bà này hồi xưa là tức là còn còn trẻ lắm, diện lắm, nghĩa là mặt mày nghĩa là chưa mất sắc, mà chưa mất sắc, chưa thấy tiều tụy, mặt vẫn kẻ lông mày là ngon lành, vẫn môi son đàng hoàng sang người, mà vẫn môi son vẫn đàng hoàng, tay chân rất mềm mại, rất là trắng trẻo, móng tay móng chân ngon lành nào. Thế mà trời, mà mặt nằm như ngủ, mà mấy đứa con bên ngoài nó cứ khóc. Thế tôi mới nắm mấy cái ngón chân út, tôi giãy một cái, thì bà nhung 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 nhích nhích giãy ngón út bên tay 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 chân trái trước rồi tay phải sau, rồi nhung nhích, thế bắt đầu giãy luôn 10 đầu ngón chân luôn, thì bắt đầu tay bà đưa lên, thì giãy 10 đầu ngón tay luôn, thì bà đưa lên, thì cuối cùng là thấy cái tay này đưa yếu, thì tương lai tay này sẽ bị liệt, vì thế tôi qua tôi chữa tay này nhiều hơn. Tôi giãy xong rồi tôi mới giãy cái việc Tam Âm Giao, vì Tam Âm Giao là huyệt để mở mắt. Tôi vừa ra tôi kêu mở mắt đi bà, mở mắt ra đi, mở mắt thì ráng mở mắt xong, thì tôi thấy mắt này đứng tròng, tức là mắt này lé, nhìn một mắt này thôi mắt mày lé. Tôi nói tương lai á, cái mắt này không nhìn thấy. Thế bây giờ tôi mới xong rồi, tới khi mà bà tỉnh rồi mấy đứa con hỏi hỏi má 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 có biết con không, thì bà gật đầu. Đấy, thầy Ngọc đang tới cứu má này, bà gật đầu. Cái tôi hỏi bây giờ bà nhìn được mấy mắt, bà đưa tay lên một mắt đưa được, đưa tay lên một mắt. Thế xong rồi tôi chữa luôn cái mắt này nữa, thì mắt này nó cái dây thần kinh nó hết lác rồi, đó là nó ngó ngay rồi. Thì tôi chỉ mới nó coi là phút là huyệt chỗ đó là huyệt mở mắt, thì vuốt xong rồi thì bấm mạnh rồi đo nhịp thở bà xong rồi thì bây giờ bà khỏe chưa? Khỏe. Bà có đói không? Đói. Thế mấy đứa con hả? Con nhìn má có thấy con không? Thấy. Thấy. Thấy không? Thế má nhìn được mấy mắt? Thế tao nói thôi được rồi, thì bây giờ bà khỏe rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì nhưng mà lúc trước á, thì tôi có nói với mấy đứa con đó, để tôi lấy khỏi cái máu bầm đó, trong não ra đó, thì nhớ đứng gác can y tá giùm tôi, bắt buộc tôi phải châm hai huyệt chi âm để làm máu ra, và hai huyệt trung xung làm máu ra, để máu ở trong não nó tan ra. Thì sau đó bà tỉnh hẳn, tỉnh hẳn. Mỗi lần nó cầm nhéo tay này á, thì nó quay lại, mỗi lần nhéo tay quay lên. Thành ra bà đó là coi như là cứu kịp thời mà nhanh nhất, tại vì mới bị hồi sáng hôm qua, thì tức là sáng hôm trước thì ngày hôm sau cứu liền. Chứ thần tây thì nó bỏ rồi, nhưng mà cứu liền. Thành ra mà nếu mà nó mời buổi chiều á, nó tính buổi chiều thì máu có đặc thêm,
Thì buổi sáng á, bấm máu ra, máu bầm nó ra xong rồi tự nhiên là bà ấy khỏe. Thì tới khi vuốt cái tâm ra, bà đã mở mắt rồi, nhưng khi vuốt tâm ra bảo bà là bà ấy mở mắt to ra, thì bà ấy mở mắt to hẳn thế này. Đấy. Thì tôi nói bây giờ bà khỏe rồi, thì tôi đi về. Thì họ bảo thầy có thể cho được là vài bữa nữa không? Thì bà sẵn sàng, khi nào cần thì gọi tiếp tôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ là bà tỉnh bà khỏe rồi, về chờ nó cho về thôi. Thì tức là mới chữa được bà có một lần, thì nay nghe họ báo cáo là bà ấy là khỏe. Chứ tôi chưa đợi lần thứ hai, bởi vì tôi nói là sẵn sàng mà nguyên cả ngày hôm nay cũng không gọi. Cũng không gọi. Thưa thầy, như vậy nó máu nó trên não phủ như vậy là nó không ra mũi ra miệng giống như mấy lần trước thầy. Nó sẽ ra chứ. Từ sau người ta không rước tỉ trị luôn thầy. Nó sẽ ra chứ. Không bao giờ bà tỉnh khỏe, tức là bà nhanh, kịp thời nhanh. Dạ. Tức là rất là nhanh. Tức là kiểu như là khỏi rồi đó. Nhưng mà nó khỏi rồi thế này đó. Là bây giờ đó. Bà đưa tay lên, bà muốn rút cái này ra, bà thấy ngứa mũi mà bà đưa tay, bà cứ đưa tay thành cái nó phải cột tay bà ấy lại. Bà thấy cái gì trong người bà thấy khó chịu, thế thế này, thì nó cột tay bà lại, chứ bà em khỏe lắm rồi, bà khỏe, thì bà tức vào cái dễ 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 lui này mà, bực bội thành cái tay thì bị cột rồi, bà cứ định lấy gì trên mũi thì vừa tới đây thì là hết tổng dây rồi, nó thọc ra mũi mà, vậy thì cái trường hợp như hồi nãy họ nói đó, thì Đông Y gọi là can phong nội động, chứ phải nói can phong không thôi, tức là không phải là gió vào trong gan, mà cái chức năng của gan á là chức năng á nó nhồi máu, đẩy máu ra nuôi cơ thể, và cái phong xương của nó đập quá mạnh, nó bóp quá mạnh thành nó đưa cái áp huyết nó lên, và nếu mà gan tự nhiên yếu một cái á thì nó không đập nữa thì áp huyết nó xuống, thành ra là như vậy là cái can phong là cái sức mà chức năng làm việc của gan á nó bất bình thường, vì thế thì gọi là tức là nó bất bình thường như gió vậy, lúc thì gió mạnh lúc gió nhẹ, vì thế mà đâu mới gọi là can phong nội động, tức là can nó giống như là gió đấy, nó chạy lúc nhanh lúc chậm, nó bên trong người là nội động, tức là bị động chứ không phải là trúng gió bên ngoài. Thành ra thì người ta dịch chứng tàu ra thì người ta gọi là trúng gió, chứ thiệt sự đó có những người, có bác sĩ hồi xưa Việt Nam bảo người nhà có ở trong nhà kín cửa đâu có nào gió đâu, mà thằng Đông Y nói là cũng trúng gió. Trúng gió này có nghĩa là trúng can phong nội động, tức là bệnh cao huyết, nói thẳng là cao huyết. Về cao huyết á, thì gan tàng máu và gan đẩy máu lên, gan cung cấp máu để cho tim nó đập, tim đập chỉ là một cái máy để mà đẩy máu đi thôi, chứ còn cung cấp máu lên ra nhiều ít là do gan. Thành ra nó giống như gió vậy á, nó có thể bơm máu ra nhiều, có thể giữ máu không cho ra. Thành ra là nó bất thường như vậy, người ta gọi là can phong nội động. Thì can phong nội động là một bệnh của tai biến mạch máu não, chứ không phải là trúng gió. Mặc dù trong nhà không đi đâu, không có làm gió, thành ra có mấy kỳ mà hồi mấy bác sĩ Việt Nam họ cứ tranh luận với tôi là họ đâu có ra gió đâu, mà Đông Y nói tầm bậy tầm bạ, nói là trúng gió. Thì trúng gió không phải là như vậy, trúng gió là can phong nội động, tức là một bệnh cao huyết tai biến mạch máu não. Còn cái bệnh mà nhắc lại cái bệnh của các bà hồi nãy ở trong bệnh viện Sơn Tân Long á, đây là trường hợp đầu tiên thấy lạ. Không biết bây giờ, bởi vì tôi mới chữa bà một lần thôi, thì kết quả là bà tỉnh rồi, nhưng mà chưa biết là cái trường hợp bà đặc biệt đó là khi vào nhìn bà mà bà bị như vậy á, thì người khác á là lưỡi bị thụt, bà này á lưỡi không thụt mà lưỡi lại thè dài ra khỏi miệng một bên này, vô cái là miệng là miệng bà giờ mà nằm thế này. Lưỡi lạc rồi cứ ra ngoài à. Thì ngành nhà hỏi có thể đưa vào được không thế? được lưỡi thục á là khó đưa ra, tại vì lưỡi thục á sau khi tỉnh dậy á thì không nói được, ứa ứa thôi đấy, còn lưỡi mà dài ra thì nó sẽ vô nói nhiều. Như vậy tức là lưỡi của bà á là bị nghiêng một bên và nó lòi ra hả? Thế đó là nguyên do là tại sao thầy? Nó để hỏi. Thầy không biết cái bà. Để quá. Sorry. Không có thể nào. Cái cá là cá tai biến mạch máu não đằng nhầm mà đằng nằm đằng thương. Tức là tai biến mạch máu não. Thầy,
thay chứ không phải là một cái bệnh, đó là bệnh lè lưỡi đâu. Cái là tai biến mạch não nằm đang nằm coma, nhưng mà mấy người khác coma thì khác, các bạn thì coma là lưỡi thè ra. May mắn rồi. Thưa thầy, nếu mà chụp ở trên đầu mà máu chảy đen thì một mạch máu nào nhỏ nó bị đứt không chết? Thật sự á, thật sự như nói anh Hổ á, là anh bảo là máu đen không sao vì nó chưa bể mạch não, thiệt sự nó bể rồi nó mới đen. Chứ rồi máu ở đâu mới đen, tức là nó đã bể mạch não rồi. Chứ không phải là nó bể thì mới bể, chứ nó chưa bể chưa sao. Thiệt sự nó bể rồi. Nó bể rồi. Nó bể bể nhỏ hay này, hay là bể lớn? Thấy người bể lớn là chết liền. Thì bể lớn thì chết liền, bể nhỏ nhưng mà bị á, nó không có lối ra thì nó cứ thế nó chảy ra, nó sẽ đi theo, nó dọc dọc nó lan lộ cùng hết thôi. Thì nó thấm vào trong cái bộ não thì không có làm. Nhưng mà nhiều người ta nói là hên, là khi là bệnh viện từ chối, nói là trong đầu á là máu nó hết, nó bầm hết rồi, không thể mổ được. Thì người ta hên chỗ này là một là sống hẳn không bệnh tật, hai là chết, tức là chút đó cũng chết mà không bị tai biến tê liệt, tại vì chưa đụng, chưa mổ. Tại vì khi mổ rồi đó thì nhất định là trúng một cái trung khu thần kinh, theo ăn nói nghe hiểu biết vận động, thế là bắt đầu là mình khó vào này đó, là không có mổ gì cả thì giống như là một vết vết loang nó thấm cùng nhưng mà nó không có tổn hại gì hết. Thì mình giúp cái đó là bằng cái huyệt chi âm với nó bằng cái huyệt trung xung. Thì có những người mình làm xong rồi tự nhiên họ phải có một cái phản ứng là khi máu nó bắt đầu, khi mà máu nó chảy xuống á, nó chảy ngầm bên trong á, nó chảy vào cổ họng thì bắt đầu á bị thần kinh họ chưa kiểm soát được, chưa có đóng mở được cái van cổ họng này, thành nó mới trào vào phổi á. Thì cái bộ phận nhạy cảm trong này nó hay lắm, mấy cái đường lông tơ trong này hay lắm, tự nhiên nó có một cái phản ứng rồi để nó ói là nó ho ra. Nhưng mà chính cái lúc ăn như vậy nó ép cái áp huyết lên, cái áp huyết chảy xuống, bắt đầu nó chảy máu từ mũi ra. Thành ra khi mình làm mà người ta không có phản ứng đó đó, thì còn chưa có bảo đảm. Nhưng mà trước khi làm rồi á, nhưng ông hai phải làm xong rồi á, dâng máu ra trong cái nắp mà oxy này nè, dòng máu cung ở trong đó bỏ ra dâng tới trên nhà luôn. Vết máu với đàm nằm trên mấy hình nhân. Ông Khai là mạnh đó. Thưa thầy, ông Khai bữa nay là nhà thương đỡ ngồi dậy được, rồi tập một chân mà không gãy á, thì tập cho ông nhảy, rồi đưa ông lại cửa sổ, rồi ông dòm xuống, ông nhìn, ông nói xe chạy nhiều quá. Tại đó ông Khai đó là vì, cái hay đó là khi mình làm như vậy, mình bấm sao mà tự nhiên á, nó có một phản ứng là máu nó chảy xuống, nhưng mà chảy ngầm bên trong á, nhưng mà lọt cho phổi một cái tự nhiên. Tắm ra. Dạ thầy cho hỏi. Nhờ cái ép đó đó, nó tiếp tục máu cho mà trào ra nữa. Thành ra khi mình làm như được có như cái bà mà thầy trị đó thì không, bà đó có ói ra không? Có ói ra không? Không, bà đó thì nhẹ. Dạ. Bà đó nhẹ không có gì hết. Bị thầy nói thì le lưỡi thì tôi cũng nghĩ rằng theo cái học của thầy đó thì nếu mà le lưỡi mà cái lưỡi mà nó rạch đi á thì là nó nhẹ mà tại sao bà này lại máu não nó trào ra thì cái đó là phải hỏi. Không, cái này là không có máu não trào. Dạ, bà không trào. Thì sao nó nói chụp hình này thấy thì nó thấy đen thôi nhưng mà không có trào, là vì nó không có nặng, bà này không có nặng. Dạ. Đối với nó là nó nặng bởi vì cái khả năng của nhà thương đó nó không phải là chuyên môn. Nó thấy vậy thôi, thấy cái nằm đó thôi, thành nó nằm rất nhiều phần lắm. Khi mà hôn mê như vậy, sợ cả hồn có đi luôn không? Thật là không. Hiện nay cả hồn đang đứng xung quanh đây. Nhưng mà nếu nghe kinh ấy, thì tôi nằm tụng đi luôn. Thành ra đang để cái đọc kinh nhỏ. Thành ra họ sợ họ tắt đi. Thế nên bây giờ phải cho bà nghe những tiếng nói của con cái, là cho bà nghe âm nhạc ngay cả đường, để cho tai bà nghe, để đánh thức thần kinh vậy. Để đến khi bà tỉnh dậy, bà tưởng là bà vẫn còn ở trong đời sống này, còn là bà mơ màng màng chết chán với ta chết rồi sao mà không nghe kinh này, thế là bà bỏ đi luôn. Tại bây giờ muốn đi ở là tùy người nhà, bây giờ một là để nghe kinh, hai là nghe nhạc, thì họ bảo họ sẽ về kiếm nhạc cả lương. Thầy tới giờ coi như là khi họ nghe nhạc cải lương mơ mơ màng màng như vậy đó, thì họ tưởng là họ thắng
có nhà đang ngủ, tôi nghe cả lương hàng xóm thôi, tự nhiên tỉnh dậy một cách rất là bình thường. Còn nếu để không như vậy á, thì thế thì có những người thì tôi giảng là hồi họ ở bên cạnh, họ không muốn vào hay là ra, nhưng mà tự nhiên họ thấy một người bạn thân lắm của họ đó mà vừa tới đó, họ nhìn thấy người bạn mà vào thì bắt đầu họ nhảy vô để họ định trả lời, nhưng thiệt sự khi vào rồi đó họ đâu trả lời được, họ đâu trả lời được, nhưng họ biết. Nhưng mà một người mà thân vào cái là họ lại nhập vô để định họ trả lời. Thành ra có những người trả lời được, thành ra muốn biết bài này tốt hay không á, tôi mới nói bây giờ nè, cầm cái tay bà ấy, bây giờ bà nghe tôi nói không, bà bóp mạnh đi, thì bà cầm tay bóp mạnh thì là hiểu quá thầy đấy, mà nói không được đấy. Thế như vậy chứng tỏ là hồn bà ấy nằm đó rồi, vô trong người rồi, không có ra nữa rồi, không có ra rồi. Bây giờ muốn giữ hồn lại là phải đánh thức thần kinh để cho nó ở lại, nó nghe nhạc chứ. Yeah. Đi ra thì kể như là cứ nghe. Yeah, tôi là người sống tôi muốn đi nữa.